Đây á, là cái nơi mà trong khi nó tối các bạn bật một cái đèn thường lên các bạn không thấy nó sáng nữa. Bây giờ mình sẽ đi chạy thử cho các bạn xem coi ánh sáng này nó như thế nào nha. Test một cái đường tối nó không đúng. Phải test cái đường mà nó vừa sáng vừa tối như thế này nè. Đó, ví dụ đằng trước đang hơi tối tối nè, không thấy đường nè. Mà các bạn cần đi nhanh đúng không? Bật đèn lên. Các bạn thấy không? Nó rực rỡ lên liền rồi các bạn đi. Đi qua cái đường tối rồi các bạn tắt nó đi. Đó. Đây, bật lên đi. Thì bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng có cái len vàng. Gắn cái len vàng vào. Vậy đủ chơi chưa? Quá là ngon luôn. Thì giá của nó là 1,8 triệu, bảo hành 12 tháng. Các bạn có thể sử dụng miễn phí trong 7 ngày. Ví dụ tối ngày mai các bạn đi tour, thì hôm nay các bạn có thể chạy qua xem shop lên một cái đèn. Các bạn đi tour 5 ngày, sau đó về các bạn có thể trả lại cái đèn này cho mình. Mình sẽ hoàn tiền cho các bạn 100% luôn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đèn mới, bình mới, rượu cũ. Trong cái lĩnh vực kinh doanh đèn của mình á, với mình cái body nó không nói lên điều gì đó các bạn. Đây, trên tay mình đang là một cái đèn, nó có tên là Firelight LED Touring. Trên mặt đây nó có ghi. Và cái tên của cái đèn này, cái mã của cái đèn này là S40. Hiện tại trên thị trường nó mới chỉ có 704 cây thôi. Cái cây mình đang cầm là đang ở thị trường có 704 cây rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Tình hình chiến tranh rồi dẫn đến việc là biên giới nó bị đóng cửa. Và dịch Covid khiến cho biên giới Trung Quốc nó đóng cửa luôn. Nó nội bước xuất ngoại bước nhập luôn. Hàng của mình nhập về cũng không được, hàng gì nhập cũng không được. Thành ra đâu ra chui ra một cái loại đèn này, một đèn mới. Có nghĩa là có người đã nhập body sẵn, nhập chip led sẵn, làm sẵn hết mọi thứ để thị trường đang khan hiếm đèn, nó ra một cái loại đèn như thế này. Giá hiện tại của nó là 1,800,000, bảo hành 12 tháng. Trong 12 tháng có lỗi là sẽ được đổi mới, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đèn này cũng có tặng len vàng, các bạn có cái len vàng sẵn trong đèn luôn. Và cái thứ ba, các bạn không thích trong 7 ngày vẫn có thể đổi trả qua bên shop, mà mình sẽ hoàn tiền 100% trong 7 ngày nếu các bạn không thích. Rồi, nó sẽ áp dụng 3 chính sách như vậy. Đèn này hả? Đây, body nó đây, không có cái gì hết. Nó chỉ là một cái body đơn giản thôi. Và cái mặt kính của nó là mặt kính này là mặt kính tím xanh. Thật ra cái màu của mặt kính này nè, nó nói lên được nhiều điều lắm các bạn. Nếu các bạn xài một mặt kính thường thì nó là mặt kính thường. À, nó không phải là kính siêu trong. Thì cái kính mà nó có dạ ánh sáng thì người ta gọi nó kính siêu trong. Thì nhiệm vụ của cái mặt kính này nó giúp cho ánh sáng từ trong 4 chip led này nó dạy cho cái chó đẩy ánh sáng ra được nhiều hơn so với mặt kính thường. Đó là công nghệ kính siêu trong. Nó giống như cái mắt kính mình đang đeo nè. Nếu mà mình bị dạ ánh sáng á, cái mắt kính mình nó bị ánh tím lên, thì cái mặt kính này cũng vậy. Bây giờ quay lại cái đèn này, thì đèn này công suất của nó là 50W. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Điện áp là 12.4, ampere là 4.10 ampere. Công suất cái DW là công suất là 50W. Và 50W chuẩn, có khi nó sẽ nóng quá. Cái đèn mà nóng quá nó sẽ tụt xuống khoảng 49 mấy W. Thì có nghĩa là nó sẽ mặc định chuẩn là 50W. Thì so với một cái đèn đang đình đám vào thời điểm hiện tại mà mình cũng không có hàng bán luôn, đó là Kenzo 40V4. Đầu tiên là Kenzo, sau đó Kenzo 40V2, Kenzo 40V3. Và bây giờ hiện tại đang có là Kenzo 40V4 và không có hàng. Giá của Kenzo 40V4 là 2,000,000 á. Thì mình vẫn chưa có hàng để bán, tại vì đang khan hiếm hàng mà các bạn. Không ai nhập được hàng hết á. Tất cả những cái đầu nậu mà mình biết, những lái buôn, những người ở biên để mà họ chờ đèn thì họ cũng không chờ được. Thì hiện tại không có đèn. Thì mấy anh em mà muốn chơi đèn thì hiện tại cây này đang ok. Và mình nói trước, mình chỉ có mấy chục cây à. Chắc video này lên được 3-4 ngày là hết trơn à. Cho nên mấy anh em phải tranh thủ qua nha. Chứ để thật ra là hôm bữa giờ mình không có đèn mình bán. Thành ra là phải bán những cái loại đèn rẻ, những cái đèn cũ, những cái đèn thời xưa xưa mà mình bỏ mẫu lâu rồi, giờ nhập lại bán. Chứ thật ra là không có đèn cho mấy anh em thì nó cũng hơi kỳ. Thì mẫu đèn này mới, giờ mình sẽ lắp lên xe. Thì đây là chiếc mẹ đít của mình. Mình đã lắp sẵn mạch cho nó rồi. Mình lắp một cái mạch V3, bật pha đèn sáng, bật có đèn tắt hết. Nếu như các bạn muốn bắt xin thì lắp thêm công tắc bắt xin vào, bật pha vẫn có thể bắt xin đèn chở sáng. Để hôm nào rảnh hoàn thiện xong tất cả những cái mạch cho từng dòng xe thì mình sẽ review cái mạch đèn V3 này. À, cái giá của mạch này hiện tại chỉ có 450.000 thôi, khá là rẻ. Rồi, bây giờ lắp vào. Thì trong đèn nó sẽ có một cao su, một len vàng, một cái bịch này
cái bịch này trong này nó sẽ có full ốc nha. Mình là người bỏ ốc vào á thì trong có rồi, trong đây có rồi, nhưng mà chưa có con ốc. Để các bạn bắt cái bát vô trong cái dưới đây, nghĩa là chưa có con ốc ở giữa, để các bạn bắt cái đèn vào trong cái xe thì mình cho các bạn cái này. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào. Thì mấy cái này thì nó quá đơn giản rồi các bạn có thể mua về tự lắp vào ha. Thì cái này các bạn thích thì các bạn để như vậy đó, để như vậy cho nó đúng, không thích thì các bạn để như vậy đó, cho nó nằm ra ngoài tùy các bạn ha, để như vậy cho nó dễ dặn nè. Bây giờ mình lắp lên chân gương cho các bạn thấy độ sáng tốt nhất của một cái đèn. À, sẵn tiện review thêm với các bạn, đây là khu vực tự phục vụ của Xem Shop, hiện tại đang vận hành rồi, đã vận hành rồi, và khu vực này là dành cho tất cả mọi người có nhu cầu lắp đặt, tự lắp đặt xe của mình mà không cần hỗ trợ của thợ. Các bạn có thể mua hàng online trên mạng, không cần mua đồ của shop. Các bạn có thể qua đây và đăng ký với tụi mình là các bạn muốn sử dụng cái khu vực này, mình sẽ miễn phí 100%, hiện tại là không có thu phí. Kể cả các bạn có mua đồ của shop hay không thì tất cả những đồ ở đây các bạn đều có quyền sử dụng miễn phí, không ai thu phí hết. Nhưng mà mình có quy định ở đây nha các bạn, thì cái quy định này các bạn nhớ đọc trước khi sử dụng nha. Tại vì đây là đồ công cộng á, mình chỉ free đồ nghề trước, mình mua đồ nghề mình để đây. Tất cả những đồ ở đây á là những cái đồ mà đắt giá không à, là đồ cao cấp, nó không hẳn là mấy triệu một món nhưng mà nó mắc. Nó mắc hơn những cái loại mấy chục ngàn. Mình ví dụ nha, ở đây nó có máy máy cắt nè, máy cắt này là của Boss chính hãng nè. Thay vì mình sử dụng một cái máy cắt rẻ hơn thì mình mua hẳn máy Boss luôn, mấy triệu. Máy khoan cũng vậy, máy khoan cũng của Boss nè. Còn máy này, cái này là máy do nè, rồi đồ nghề nè, đồ nghề là của Century nè, cái này là ZT chính hãng nè. Không phải là mấy cái loại mà mười mấy ngàn một cái các bạn mua ở trên thương mại điện tử đâu nha. Cái này là đồ tốt hết á. Cái dít này cũng vậy nè, đồ tốt nè, máy hàng điện nè. Rồi, ví dụ các bạn muốn thay nhớt hoặc là muốn làm cái gì đó xe của mình mà không có đồ nghề á thì những cái tiếp to như thế này nè. Cái này là hàng top, made in Taiwan, hàng Đài Loan, hàng này rất là ngon và tụi mình xài ở đây mấy năm rồi. Có đầy đủ ha, có đầy đủ tất cả mọi thứ mà các bạn cần. Nếu các bạn muốn bấm code, nghĩa là muốn làm điện cho xe của mình, hỗ trợ bạn một hộp code jack luôn, để các bạn tự bấm luôn. Đó, full, tất cả mọi thứ các bạn sử dụng miễn phí nha. Không sao hết, cứ sử dụng miễn phí. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp đèn lên vị trí chân gương ha. Sẵn tiện thì cái bát này là 30.000, đây là bát sắt. Nó có cái lỗ 10 ly và cái rang 6 ly để các bạn dặn ốc vào. Thì các bạn mua mạch của mình là mình có tặng cho các bạn một cái bát luôn nha. Thì đây là cái để các bạn bắt vào vị trí chân gương. Đây là mình khuyến khích đó các bạn. Mình luôn khuyến khích các bạn lắp một cái đèn ở vị trí chân gương, đừng chế ở bất kỳ đâu hết. Vị trí ở đây á, nó sẽ làm cho cái đèn của bạn tối ưu nhất có thể rồi. Không có vị trí nào mà tốt hơn cái vị trí ở chân gương hết á. Cái đèn á, các bạn để càng cao, càng cao thì ánh sáng nó sẽ ra càng xa và nó sẽ bám đường càng nhiều và vô mặt người ta càng ít. Không phải là các bạn để thấp thì nó sẽ không vô mặt người khác đâu, không phải đâu. Thì nó là như vậy nè, các bạn để đây, các bạn chiếu từ đây bên kia là 200m thì nó sẽ xuống đường khoảng 80%, 20% nó sẽ vô mặt người khác. Nhưng nếu mà các bạn để ngang tầm mắt mọi người, có nghĩa là ở đây, ở đây, nghĩa là ở dưới xe, ở giữa xe đi, thì ở vị trí này các bạn chiếu xa khoảng 200m thì nó 50-50, có nghĩa là 50% các bạn xuống đường, 50% các bạn vô mặt người ta. Và dễ nhận biết nhất là các bạn để cái đèn ở dưới đây nè. Mình đi ngoài đường á, mình thấy các bạn hay để cái đèn ở đây nè. Thì cái đèn ở đây các bạn chiếu xuống đất thì muốn không chói mắt người đối diện thì các bạn chỉ có thể để được đâu đó khoảng 30-40m thôi, là quá đáng lắm rồi. Là nó sẽ không chói mắt người đối diện, có nghĩa là người ta vẫn vô mặt người khác nhưng mà nó chỉ vô 5-10% cái tỏa của cái đèn. Còn các bạn muốn mà nó chiếu xa ra ngoài kia thì có nghĩa là các bạn phải cụp cái đèn lên như vậy nè, đó, thì nó mới đẩy ánh sáng xa ra ngoài kia được. Thì các bạn cụp như vậy nè, nó vô một phát một vô mặt người khác luôn, nhưng mà nó xuống đường không có nhiều hết đó. Thì các bạn để cái đèn ở trên cao, các bạn để như vậy, nhưng mà các bạn đừng để cao nha. Các bạn để cao như vậy là 50-50, nghĩa là nó chiếu 250m nhưng mà nó vô mặt người ta 50%, nó xuống đường 50%. Như khi các bạn cụp xuống như vậy thì ở trên cao nó chiếu, nó chỉ đèn xuống thì nó vô mặt người khác 20%, còn 80% còn lại nó sẽ bám vô đường, nó sẽ đỡ gây ức chế cho người đối diện hơn, nhưng mà bạn vẫn có thể thấy được đường. Và nếu các bạn không muốn chói mắt người đối diện á, một là các bạn xài bi cầu, hai là bạn chụp xuống xíu nữa thì nó chiếu xa ra ngoài kia được khoảng 120-150m, nó chỉ vô mặt người khác khoảng 50% thôi. Đó là kinh nghiệm mình chơi đèn và mình bán đèn và mình tư vấn đèn. Thì các bạn nghĩ sao về cái sự tư vấn này, các bạn có thể bình luận bên dưới nha, cho mình cảm nhận đi. Tại vì thật ra mình đi tour, mình gắn đèn cho anh em, rồi mình đi chung với anh em, rồi mình cảm nhận được rằng là cái ánh sáng mà nó được càng xa nó vô mặt người ta càng nhiều, thì để càng thấp mà chiếu càng xa là vô mặt quá trời quá đất luôn. Còn từ trên cao các bạn chỉ xuống nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Thì đó là kinh nghiệm của mình ha. Rồi bây giờ lắp đèn vào.
bật chìa khóa lên, bật pha đèn sáng, bật code đèn tắt, xa code pha, nó sẽ đi chung với đèn pha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi test. Ở đây thì nó cũng vừa tối, các bạn có thể thấy trong kia nó tối hơi à, nó không có đủ sáng, nghĩa là đoạn đường các bạn đi là đằng trước nó tối vậy đó. Bây giờ xin nổ máy lên, bật pha lên nè. Đó, đây là ánh sáng thực tế của đèn S40 55W. Nó là S40 mà lại 55W. Đây đây, có tắt nè, mở nè. Đó, thì các bạn muốn thì mình có thể cụp xuống xíu nè. Đó, lên chút nè, lên chút là mình thấy luôn mấy container ở trên luôn á. Đây á là cái nơi mà trong khi nó tối, các bạn bật một cái đèn thường lên các bạn không thấy nó sáng nữa. Bây giờ mình sẽ đi chạy thử cho các bạn xem coi ánh sáng này nó như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi test đèn, test ánh sáng thực tế ở ngoài đường nha. Chứ để mà nhiều khi các bạn biết sao không, khi các bạn xem video test đèn á mà các bạn nên xem từ GoPro. Tại vì GoPro mình tăng sáng lên là các bạn biết liền à, là các bạn thấy ngoài kia nó rực rỡ liền à. Khi mình bật cái đèn lên nó giống như là một cái sự chói lóa khủng khiếp vậy đó. Cái đó là một cái kiểu test đèn lừa đảo. Ngày xưa mình cũng bị lừa cái vụ này lắm các bạn. Là xem trên video YouTube á là thấy nó sáng lắm nha, ngoài ra thực tế nó không có sáng. Thì có nghĩa là các bạn nên xem từ GoPro, GoPro nó sẽ hay hơn. Bây giờ mình sẽ đi ra đường thực tế test cho các bạn xem, với lại test cho các bạn xem ánh sáng của nó nữa. Cái ánh sáng của nó là màu ngà ngà. Đây, đường này bao rộng để test luôn nữa các bạn. Đây, ánh sáng của nó ngã ngã màu vàng, nó không hẳn là trắng toàn phần, nó là màu nhiệt màu của nó là 5000 đó các bạn. Thì khi mà 5000 này nè, nó sẽ làm cho cái mặt đường của bạn nó bám hơn, khi bạn chiếu ánh sáng nó sẽ bám hơn. Nhưng mà cũng cái công suất này, cũng là cái độ sáng này, nhưng mà nó là nhiệt màu trắng á, thì các bạn sẽ thấy nó sáng rất là sáng, sáng khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi qua màu vàng á, đó, như màu vàng đây, khi mà nó ngã ngã màu vàng này thì các bạn sẽ thấy nó không có phê. Thì cái này là mình đang chụp xuống để đỡ chói mắt người khác, mình sẽ cho nó cao lên một chút xíu. Thì thật ra nó có chút xíu các bạn ơi. Đó, như này. Tắt đèn nè. Tại vì á, đây nó có cái ánh sáng đèn đường rồi, với lại cái đường nó rộng á, các bạn không thấy nó sáng đâu. Chứ thực tế mình nhìn là mình thấy cái đèn này khủng nha. Đủ để hỗ trợ các bạn đi khoảng 90 km/h, 90 tới 100 km/h là đủ để các bạn thấy đằng trước nó đang có chuyện gì xảy ra. Nghĩa là có ổ gà đó, đây là mình rồi nè, thấy đậu gà nè, đó, thăng lại. Đó, tại nhiều khi mình nói mét các bạn không cân nhắc được, thì mình sẽ nói về tốc độ cho nó dễ ha. Đây, bật lên, đây là ánh sáng của nó nè, tắt đi nè. Ví dụ cái đường nó hơi nhỏ mà đằng trước các bạn á, có cái xe ngược chiều nó đi về á, nó sẽ làm cho các bạn bị chói mắt. Nếu mà người ta bật pha thì các bạn cứ bật cái này lên, chơi sợ gì ai đúng không các bạn. Mình có đèn mà, thực ra nhiệm vụ của mình lắp đèn á là để mình soi đường mình đi. Ví dụ đường nhà không cần thì mình đừng bật cái tốn điện với là mau hư đèn giống vậy đó. Các bạn xài đèn mở kỹ á, các bạn xài mấy năm luôn không cần phải đổi, các bạn chạy mấy chiếc xe luôn mà các bạn không cần phải đổi đèn. Bởi vậy mua đèn á là phải nâng cấp cái đèn ngon lành vậy nè, để các bạn đi chơi hoài luôn. Ok, mình sẽ quay lại, mình sẽ test tiếp cho các bạn xem. Test một cái đường tối nó không đúng, phải test cái đường mà nó vừa sáng vừa tối như thế này nè. Đó, dù đằng trước đèn hơi tối tối nè, không thấy đường nè, mà các bạn cần đi nhanh đúng không, bật đèn lên, các bạn thấy không, nó rực rỡ lên liền rồi các bạn đi. Để qua cái đường tối rồi các bạn tắt nó đi. Đó, đây, bật lên đi. Thì ánh sáng này chơi gì nữa các bạn, ánh sáng như này mà còn chơi gì nữa đúng không. Thì cái này là cũng vừa thôi, nó cũng không có phải quá xa để chói mắt người đối diện. Thì tầm này là đường nè các bạn, đèn mà các bạn để tầm này là ok. Thì nó là trợ sáng mà các bạn, nó là trợ sáng để dành cho chiếu xa để các bạn đi tốc độ cao. Nó không thể nào mà nó có mặt cắt như đèn bi cầu được. Hôm nào mình sẽ review cái đèn bi cầu mạnh, công suất cao để các bạn hỗ trợ cho cái công việc mà đi trong phố. Ví dụ những cái đường này các bạn bật lên thì không sợ người ta chói. Thì bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng có cái len vàng, gắn cái len vàng vào. Đây. Đó. Thì khi gắn anh len vàng vào á, cái cường độ sáng nó sẽ giảm xuống một chút xíu, nhưng bù lại nó sẽ có một cái màu vàng rất là vàng ở dưới đường. Đây. Thấy không? Nó sẽ là một cái màu vàng. Rồi mình sẽ cụp xuống chiếu cho bạn dễ thấy nè. Đó. Thì cái màu vàng này nó giúp cho bạn gì? Đi sương mù, đi đường mưa thì nó sẽ bám được. Còn nếu các bạn để màu trắng như thế này, nghĩa là nó cũng ngã vàng nha, nhưng mà nó vẫn là màu ánh sáng trắng. Thì mở ra thấy nó trắng tinh nè. Tại vì mình mới có màu vàng rất là vàng, rất là gắt cái màu vàng. Thì mở ra thì thấy nó màu trắng. Nhưng nếu mà so với cái đèn Kenzo mà nó màu trắng á, thì các bạn sẽ thấy cái này nó màu vàng. Bây giờ mình sẽ chụp cái đèn vàng vào cho bạn hình dung. Và khi đường sương mù á, đường mưa hay là đường nó bị ướt á, thì các bạn sẽ chụp cái này vào, nó sẽ soi được đường ha. Đó. Ánh sáng vậy có gì đâu chơi các bạn. Sáng vậy là hơi bị bét luôn, hơi bị đỉnh luôn. Cái đèn này mà các bạn dùng để vaccine xin đường á là tuyệt vời luôn á. Do cái này mình chưa lắp công tắc vaccine. Vài bữa đó lắp thì mình sẽ review lại. Bây giờ vaccine thì mình cứ pha code nhanh thôi. Đó, pha code nhanh vậy nè. Vậy đủ chơi chưa?
quá là ngon luôn. Ok các bạn, thì đó là độ sáng thực tế của đèn S40, công suất là 50W, thì giá của nó là 1.8 triệu, bảo hành 12 tháng. Các bạn, cái điều quan trọng ở những cái đèn mà các bạn mua tại Xem Shop thì nó là cái việc các bạn có thể sử dụng miễn phí trong 7 ngày. Thì mình cho các bạn một cái ví dụ như này nè, ví dụ tối ngày mai các bạn đi tour thì hôm nay các bạn có thể chạy qua Xem Shop lên một cái đèn, lên xong các bạn đi tour 3 ngày 2 đêm hoặc là cả 5 ngày cũng được, các bạn đi tour 5 ngày, sau đó về các bạn có thể trả lại cái đèn này cho mình sẽ hoàn tiền cho các bạn 100% luôn, miễn phí, không có thu phí gì hết. Nhưng mà có một cái là khi mà các bạn qua các bạn lắp thì đương nhiên tụi mình sẽ tính tiền công, và khi tháo ra tụi mình cũng sẽ tính tiền công, tại vì cái tiền công á là cái tiền mà tụi mình bỏ công sức ra tụi mình làm, thì tụi mình sẽ thu hồi cái tiền công về, kể cả tháo ra hay lắp vào thì mình vẫn có lấy tiền công. Và nếu các bạn ngại cái việc tiền công á, các bạn có thể sử dụng khu tự phục vụ để các bạn tự phục vụ nha. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay, có bất kỳ thắc mắc gì các bạn cứ bình luận bên dưới mình sẽ đáp nha. Bye bye.